Thưa quý vị, giá vàng là một trong những từ khóa được nhiều người quan tâm nhất trong tuần qua. Ngân hàng Nhà nước đã quyết định thay đổi phương thức điều hành thị trường vàng bằng cách triển khai phương án bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC để các đơn vị này bán vàng trực tiếp tới người dân. Đây là giải pháp mới nhằm góp phần quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đưa giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới. Thị trường vàng sẽ có những thay đổi như thế nào với cách làm mới này? Dòng chảy tài chính tuần này sẽ phân tích sâu hơn về chủ đề này cùng với khách mời là một chuyên gia có nhiều năm theo dõi thị trường vàng. Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, giám đốc công ty tư vấn Think Future Consultancy, là chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ, từng tham gia quản lý nhiều quỹ đầu tư. Xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Hùng Linh đã dành thời gian để tham gia dòng chảy tài chính. Vâng, và trước khi trao đổi cùng với anh Linh thì chúng ta sẽ đến với một vài thông tin tổng quan về thị trường vàng. Xin mời anh Phương Nam ạ. Vâng, chị Hương, trước tiên thì chúng ta cùng nhìn lại 9 phiên đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cũng đã cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC. Tuy nhiên thì mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%. Vì thế mà cơ quan này đã quyết định thay đổi cách thức điều hành. Giá vàng SJC đã nhanh chóng giảm sâu sau quyết định này. Đây chính là biểu đồ giá vàng trong một tháng qua. Đầu tháng 5 thì giá vàng đã tăng lên mức trên 92 triệu đồng một lượng và duy trì ở ngưỡng cao. Và tới cuối tháng 5, khi mà Ngân hàng Nhà nước chính thức thông báo dừng đấu thầu và chuyển sang cung ứng vàng qua các ngân hàng thương mại của vốn nhà nước, thì giá vàng SJC đã rớt nhanh, rơi xuống dưới vùng 76 triệu đồng một lượng. Và nếu như quý vị nhìn vào đường màu xanh, đó chính là đường giá bán ra, còn màu đỏ chính là đường giá mua vào, thì có thể thấy rằng là mức chênh lệch giữa mua vào và bán ra cũng đã được thu hẹp đáng kể, từ khoảng trên 3,5 triệu đồng một lượng thì đã về quanh ngưỡng 1 triệu đồng một lượng. Các ngân hàng thì cũng đã bố trí nhiều điểm giao dịch để mà đáp ứng nhu cầu của người dân. Để đảm bảo việc mua bán vàng diễn ra thông suốt, an toàn, các ngân hàng đã mở thêm quầy và các điểm giao dịch vàng SJC. Như Vietcombank đã tăng từ 6 điểm bán ban đầu lên 10 điểm giao dịch. Trường hợp khách hàng mua khối lượng quá lớn dẫn đến số lượng tồn kho ngân hàng không đáp ứng đủ thì ngân hàng sẽ hẹn khách hàng vào buổi làm việc tiếp theo để cung cấp vàng cho khách hàng. Nhưng tuy nhiên hiện nay thì 4 ngân hàng thương mại đã thống nhất với nhau là có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ đặt mua vàng miếng trước và ngân hàng sẽ nhận đặt cọc của khách hàng và cung cấp cho khách hàng vào thời điểm tiếp theo. Các ngân hàng cho biết bên cạnh những người có nhu cầu mua thực thì cũng có không ít người tới ngân hàng để quan sát tìm hiểu thị trường. Tôi có đọc được một vài thông tin thì hiện tại giá vàng đang giảm thì tôi thấy hợp lý nên tôi muốn mua một ít. Rất nhiều khách hàng tới, sau đó thì có thể là vào xếp hàng lấy phiếu, sau đó thì lại quyết định là không mua nữa và đi về. Mọi người cảm thấy yên tâm hơn với những tuyên bố, những công bố từ Ngân hàng Nhà nước, với những chỉ đạo của Chính phủ thì thực sự là giá vàng đang được ổn định dần. Trong trường hợp người dân có nhu cầu bán vàng miếng SJC, có thể tới bất cứ điểm giao dịch nào đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, cả ở SJC và các cửa hàng kinh doanh vàng thương hiệu khác. Hiện nay cái số lượng giao dịch là tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp tất cả những cái yêu cầu mua của khách hàng và ngay kể cả nhu cầu bán của khách hàng chúng tôi sẽ đáp ứng được. Và về cái giá thì là chúng tôi cố gắng là giữ cái mức ổn định theo quy định và theo chỉ định. Sau khi các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước triển khai bán vàng, giá vàng SJC niêm yết tại các cửa hàng kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm về cùng mức giá với các ngân hàng. Đặc biệt, giá vàng SJC cũng về sát với giá vàng nhẫn của các thương hiệu khác, chỉ chênh lệch khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng một lượng. Thanh Linh, qua theo dõi thị trường thì anh thấy là cách điều hành mới này có gì khác so với cũ về thị trường vàng ạ? Vâng, chúng ta thấy rõ đấy là cái phương pháp đấu thầu, đấy là chúng ta đi qua một cái bước trung gian là các công ty kinh doanh vàng. Còn cái phương pháp mới này, đấy là chúng ta thực hiện bán trực tiếp cho người dân, mua gốc bán ngọn, bỏ qua trung gian. Và như vậy sẽ đảm bảo trực tiếp là người dân sẽ được mua được vàng. Và như vậy thì cũng là bỏ được qua khâu trung gian nào thì chúng ta thấy là cũng tránh được những cái rủi ro về đầu cơ găm giữ ở đó. Và như vậy thì... Và thực tế cũng đã cho thấy rất là rõ là khi mà chúng ta chuyển sang phương thức mới, chúng ta chưa cần bán một lượng vàng nào, thì cái chênh lệch giá vàng nó đã giảm rất là nhanh. Theo thống kê của tôi thì trước khi chúng ta công bố cái thông tin là đấu thầu qua 4 ngân hàng thương mại, thì chênh lệch giá vàng tầm khoảng 25% giá vàng thế giới. Còn tại cái ngày mùng 3 tháng 6, sáng ngày hôm đó chúng ta chưa bán, thì cái chênh lệch giá vàng nó chỉ còn khoảng là 11-12%. Chúng ta đã giảm hơn một nửa cái chênh lệch chỉ nhờ cái thông tin là chúng ta bán qua được 4 ngân hàng thương mại.
Vâng, việc giá vàng thế giới và trong nước được thu hẹp đáng kể. Thế nên là rất là nhiều người khi mà họ đã mua vàng trong tuần qua thì có chia sẻ thế này. Nếu mà mua đầu tuần á, thì đến tầm khoảng sau 3 đến 4 phiên thì họ đã thiệt khoảng 3 đến 4 triệu rồi. Vâng, điều này là hoàn toàn đúng. Bởi vì chúng ta thấy là từ ngày thứ 2 đến hiện nay thì mỗi một ngày là ngân hàng nhà nước là giảm 1 triệu đồng đối với cái giá vàng SJC bán ra. Luôn luôn có cái chênh lệch giữa mua vào và bán ra. Chúng ta thấy là khoảng chênh lệch này đâu đấy khoảng 1 đến 2 triệu. Thì chúng ta đâu đấy chỉ bán được khoảng 74 đến 75 triệu. Chúng ta đã đâu đấy bị thiệt là từ 5 đến 6 triệu rồi. Vâng, giá vàng giảm đáng kể và khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp rất là rõ rệt như vậy. Thì điều đó có cho thấy là cách thức điều hành mới này đã đáp ứng được đúng mục tiêu mà Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt ra, đúng không? Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với việc là chúng ta thay đổi cái phương thức bán vàng ra trực tiếp cho người dân. Trên thực tế thì giới phân tích và những người làm trong ngành tài chính cũng rất là ủng hộ cái phương pháp mới này. Mua gốc bán ngọn và đảm bảo được rằng là vàng từ ngân hàng nhà nước trực tiếp đến người dân và đáp ứng được cái nhu cầu chính đáng về là tích trữ hoặc là cho tặng của người dân, bỏ qua cái bước trung gian. Tôi tin rằng là chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện cái phương pháp này. Nếu có tinh chỉnh ở đâu đó thì chúng ta tinh chỉnh. Còn về cơ bản thì về nguyên tắc chúng ta là thực hiện bán vàng ra để cho người dân mua. Dạ vâng, song song với việc cung ứng vàng qua các ngân hàng thì cũng có một điểm đáng chú ý khác, đó chính là tất cả các giao dịch mua bán vàng đều thực hiện theo hóa đơn điện tử để đảm bảo tính công khai, minh bạch và đồng thời thì cũng góp phần ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm giữ, thao túng trên thị trường vàng. Tất cả 100% các giao dịch mua bán vàng miếng sẽ phải có hóa đơn điện tử để nâng cao tính minh bạch, tăng hiệu quả giám sát trên thị trường vàng. Đối với khách hàng mua vàng miếng là cá nhân nên chúng tôi cũng sẽ phát hành hóa đơn điện tử và gửi tới email của khách hàng. Tuy nhiên để đơn giản cho khách hàng thì chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng ngay bản thể hiện của hóa đơn điện tử. Chúng ta mua bán phải có hóa đơn điện tử. Thì kể cả chuyện liên quan đến vàng và kể cả xăng dầu chúng ta cũng đều cần có hóa đơn điện tử để đảm bảo một là nó công khai minh bạch và nó giảm bớt đi cái thanh toán không tiền mặt. Và cái thứ ba chính là để sau này chúng ta thống kê rồi tiến tới để có thể là thu thuế, đánh thuế từ những cái giao dịch thương mại và mua bán như vậy. Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả quản lý, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và vàng, đặc biệt là các trường hợp buôn lậu, đầu cơ, thao túng trên thị trường. Có một điểm rất đáng chú ý là diễn biến giá vàng trong nước của chúng ta dù gì thì cũng vẫn phải bám sát với diễn biến của giá vàng thế giới, đúng không ạ? Vậy thì anh có lời khuyên như thế nào với người dân đang theo dõi cũng như là quan tâm tới thị trường vàng này? Trong thời gian qua khoảng một năm vừa qua thì giá vàng thế giới là thực sự là cũng tăng do những cái biến động về địa chính trị trên thế giới cũng như là một số ngân hàng trung ương, một số nước là người ta cũng mua vào vàng rất là mạnh và nó làm đẩy cái giá vàng thế giới lên. Tuy nhiên thì cái giá vàng trong nước của chúng ta tăng nhanh hơn khá là nhiều so với giá vàng thế giới và nó tạo ra cái chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Trong thời gian tới chúng ta cũng không thể biết được là cái địa chính trị nó còn nóng nữa hay không hay là nó lại dịu bớt. Bởi vì thực tế cho thấy là cái giá vàng ở mức 2.300 đô la một ounce như hiện tại là mức khá là cao so với lịch sử rồi. Như vậy là bản thân những người làm tài chính như chúng tôi thì đưa ra cái dự báo về giá vàng là vô cùng khó. Và những người rất rất chuyên nghiệp và rất là lâu năm thì người ta mới đưa ra dự báo được. Và kể cả dự báo thì cũng chưa chắc là có thể lãi được trong cái việc là trading vàng hàng ngày. Thế cho nên là với đa số người dân Việt Nam trong cái hiểu biết và cũng như là cái kinh nghiệm về đầu tư vàng ít. Thì tôi nghĩ rằng là vàng nếu thực sự mà muốn mua thì nó là một cái mục đích cất giữ rất dài hạn. Tôi muốn nhấn mạnh cái chữ là rất dài hạn để chúng ta ok mua để cất giữ, để dành cho con cháu thì chúng ta tính đến việc đó. Còn lại thì chúng ta có rất nhiều các kênh đầu tư khác. Nó không chỉ mang lại lợi nhuận mà nó còn mang lại thanh khoản và cũng như là cái độ an toàn về cho khoản đầu tư của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như gửi tiết kiệm thì chúng ta chắc chắn là sẽ có cái lãi. Chúng ta mua trái phiếu, mặc dù là nói đến trái phiếu thì có thể nhiều người nghĩ đến những cái trái phiếu xấu vừa qua. Nhưng thực ra có rất nhiều trái phiếu tốt trên thị trường. Chúng ta mua chúng ta được cái lãi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm. Thì đó là những cái khoản sinh lời chắc chắn. Còn nếu như mà bất kỳ tính đến chuyện đầu tư và những cái tài sản có biến động giá, như chẳng hạn như là giá vàng, thì luôn luôn có cái rủi ro là thua lỗ. Đây là một khoản đầu tư là rủi ro cao và cũng có thể có lợi nhuận cao. Còn nếu chúng ta cần một cái khoản thu nhập định kỳ cho cái cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta cần phải đa dạng hóa cái danh mục đầu tư đó, hướng đến những cái tài sản đầu tư khác.
Và đấy cũng là một cái cách để bảo vệ cho chính cái tài sản của chúng ta. Bởi vì nếu chẳng hạn, nếu giá vàng ngoài thế giới rớt lại về 2.000 đô la một ounce, thì thực sự là với những người về hưu, những người đang sống nhờ những cái nguồn tiền tiết kiệm, thì đấy là một khoản thua lỗ và như vậy là cũng thiệt hại. Lời khuyên của tôi đấy là cần phải rất là tỉnh táo để quyết định, và chính đa dạng hóa đầu tư thì nó mang lại được cái an toàn cho cái lợi suất sinh lời của chúng ta. Vâng, có một số ý kiến cũng cho rằng là việc điều hành đối với thị trường vàng cũng phải rất là cân đối với các yếu tố khác như là ổn định về tỷ giá này và lãi suất nữa. Vậy thì theo anh, Ngân hàng Nhà nước cần có những cái giải pháp linh hoạt như thế nào để có thể đảm bảo chính sách tiền tệ đa mục tiêu đấy ạ? Từ đầu năm hoặc là từ nhiều năm trước rồi, chúng ta đã luôn luôn theo cái hướng đấy là phải linh hoạt. Chúng ta không có một định hướng chỉ có giảm hoặc là chỉ có tăng. Chúng ta phải rất linh hoạt tùy vào tình huống thực tế. Không chỉ có vàng mà thực ra thì từ đầu năm đến nay thì tỷ giá cũng đã tăng tương đối. Tính đến hiện tại thì đâu đấy là tăng khoảng 4.5-5% từ đầu năm. Thì một cái nguyên nhân khiến cho cái tỷ giá tăng đó là cái chênh lệch lãi suất. Chúng ta giảm lãi suất khá là sâu để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Và thực tế thì là nhờ có lãi suất giảm như vậy mà kinh tế chúng ta mới có được hồi phục tương đối tích cực trong thời gian vừa qua. Khi mà trong thời gian tới thì mà cái xu hướng về thương mại hàng hóa quốc tế cũng là nhu cầu ở các thị trường xuất khẩu của Việt Nam, ví dụ như Mỹ, tăng lên và nó sẽ kéo cái nhu cầu đối với hàng hóa của Việt Nam. Thì có lẽ là chúng ta cũng cần cân nhắc lại có cần phải hạ lãi suất tiếp nữa hay không, hay là chúng ta có thể nới lên, bởi vì là tôi có thể dự báo được rằng là kinh tế Việt Nam sẽ nhờ cái xuất khẩu sang các thị trường lớn, ví dụ như là thị trường Mỹ, thị trường EU, mà sẽ có được cái hồi phục rất là tốt trong nửa cuối năm và đặc biệt sang năm 2025. Thì trong bối cảnh như vậy thì khi tăng trưởng chúng ta đã tương đối đảm bảo rồi thì chúng ta có thể linh hoạt hơn ở những cái công cụ về tiền tệ để vừa cân bằng được là vừa thúc đẩy kinh tế và cũng là để ổn định vĩ mô. Vâng, liên quan tới các giải pháp điều hành thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã khẳng định là sẽ triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định thị trường vàng và hướng tới mục tiêu thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, đồng thời để ngỏ khả năng là giá vàng sẽ còn tiếp tục giảm, nên là khuyến cáo người dân cần phải thận trọng trong giao dịch để mà tránh rủi ro. Với nguồn lực dồi dào và các công cụ hiện có, Ngân hàng Nhà nước có đủ khả năng và quyết tâm để bình ổn thị trường. Chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và giá thế giới sẽ nhanh chóng được thu hẹp một cách bền vững. Do đó, trước những diễn biến phức tạp của giá vàng trong nước và thế giới, người dân cần rất thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro cho chính mình. Và song song với biện pháp này thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ để tổ chức thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Thưa quý vị, trong chỉ đạo điều hành, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải siết kiểm tra tuân thủ các quy định trong kinh doanh vàng. Cơ quan này phải chỉ đạo nghiêm cấm các doanh nghiệp, tổ chức, ngân hàng thương mại có kinh doanh mua bán vàng, vàng miếng SJC lợi dụng thao túng thị trường, đồng thời điều hành thị trường vàng đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, minh bạch, không để vàng hóa nền kinh tế, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Linh đã dành thời gian để đến với Dòng chảy Tài chính với rất là nhiều những chia sẻ để giúp mọi người có được những định hướng tốt nhất khi mà tham gia vào thị trường vàng. Xin được cảm ơn anh ạ. VPBank, vì một Việt Nam thịnh vượng.